Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 2, Agribank chi nhánh tỉnh Long An tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng nguồn vốn huy động Agribank Long An đạt hơn 17.170 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động nội tệ đạt 17.108 tỷ đồng, chiếm 19% thị phần huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Agribank chi nhánh tỉnh Long An triển khai nhiều giải pháp dịch vụ hiện đại, tiện ích đến quý khách hàng như chính thức khai trương ngân hàng số Agribank Digital đầu tiên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, Agribank chi nhánh tỉnh Long An đã thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội từ thiện với số tiền hơn 7,4 tỷ đồng. Dịp này, Agribank chi nhánh tỉnh Long An khen thưởng cho các tập thể đơn vị có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2022.